Chào mừng các bạn đến với kênh Tâm Linh Kỳ Diệu. Chuyện bên thầy, mọi chuyện, đức thầy uống nước axit. Vào khoảng cuối năm canh thìn, nhà cầm quyền Pháp dời đức thầy đến nhà thương chợ quán, chúng ác tâm muốn ám hại đức thầy bằng cách ném đá giấu tay. Một hôm tên quan ba Pháp kêu bác sĩ Trần Văn Tâm mà trao ly nước axit bảo cho đức thầy uống. Ông Tâm tiếp ly nước axit, đến gần đức thầy rồi nhìn ly thuốc độc ấy, có vẻ buồn vô hạn, ông dư hiểu là không một ai có thể uống một phần mười của ly thuốc này mà sống được nên ông không nở xuống tay nhưng cũng không có cách nào cãi lệnh của kẻ cường quyền đức thầy muốn cởi mở sự khổ tâm của ông tâm liền tươi cười bảo ông đem thuốc bổ cho tôi uống à được cứ đưa tôi uống vừa nói ngài đưa tay tiếp nhận ly axit ông tâm miễn cưỡng đưa cho thầy với một tâm hồn đau khổ hiện ra mặt uống xong đức thầy nằm ngủ một giấc thức dậy nhìn ông Tâm và cười nói. Bác sĩ cho tôi ly thuốc bổ khi nãy, giờ tôi thấy trong mình tôi khỏe quá. Ông Tâm rất đổi ngạc nhiên và kính phục ngài vô cùng, thật ngoài sức tưởng tượng của nhà khoa học. Còn đang miên man suy nghĩ, thì Đức Thầy kêu ông Tâm nói tiếp. Bác sĩ, ông điều trị bệnh cho người ta, chớ vợ của ông ở nhà đang mắc bệnh đang y, chẳng những ông không trị được, mà các bác sĩ khác cũng đều bó tay, thế nên tôi không nỡ uống hết mà còn chừa lại một phần tư đây, ông cứ đem về cho vợ ông uống, thì mạnh liền, chứ không sao đâu. Vì quá khâm phục đức thầy, ông tâm liền tiếp nhận ly nước acid đem về, đứng bên cạnh giường bệnh của vợ, ông gọi. Bà ơi, bà đang ngủ hay thức dậy? Với giọng nói yếu ớt mệt nhọc, bà tâm trả lời. Tôi thức. Thuốc đây bà uống đi. Bà Tâm vừa đưa tay nhận, thì ông Tâm giật lại, với giọng nghẹn ngào ông nói. Bà ơi, giữa tình nghĩa vợ chồng, từ khi bà lâm bệnh đến nay, tôi cũng hết lòng lo che chữa, nhưng kết quả chỉ thất vọng mà thôi, hôm nay tôi đi làm việc, vừa chứng kiến cảnh kỳ lạ. Bà biết ly này là ly gì không? Đó là nước axit. Bà tâm lặng lẽ nhìn chồng để chờ nghe rõ câu chuyện, ngừng một lúc ông tiếp. Bà biết không, hồi sáng này, tên quan bà Pháp đưa ly nước axit bảo tôi phải cho ông đạo ở tỉnh châu đốc thôn hòa hảo phải uống mà chúng bảo là bệnh thần kinh nhưng theo dõi ông thì tôi không thấy ông bệnh chút nào cả chỉ thấy ông có một phong độ khá kính những nét thông minh và sắc thái vượt hẳn người thường ngoài những điểm ấy ông lại làm nhiều việc tôi nghĩ không phải là hàng phạm tình bà biết không khi ông uống nước axit dù chẳng những ông không chết như kẻ khác còn cho là bộ khỏe và biết là ở nhà bà bị bệnh năng y bảo tôi đem về cho bà uống sẽ hết ai cũng biết thứ này là thư giết người nhưng bệnh của bà thì tôi thấy không thể sống được, nên tôi muốn cho bà uống, may ra trời Phật nhỏ phước cho bà hết bệnh, thì hạnh phúc biết bao. Vì tôi tin rằng ông đạo ấy là bậc tiên Phật thị hiện để cứu khổ cho gia đình mình, tuy nhiên, cầm ly thuốc độc đưa cho bà, tôi thấy lòng còn lo sợ, vậy theo ý bà, thì sao, cho tôi biết giới. Bà Tâm tỏ vẻ vui tươi. Nếu vậy ông cứ đưa tôi uống đi, có lẽ trời Phật ban phước cho gia đình ta tôi uống ly thuốc này có chết cũng vui, chờ ông nghĩ coi, sống làm chi để kéo dài sự đau khổ cho thân mình luôn cả chồng con. Thả uống, theo tôi thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu có chết linh hồn cũng được ăn vui. Nói xong bà Tâm tiếp lấy ly thuốc, đưa lên trán khấn nguyện, rồi uống vào. Trong khi ông Tâm nhìn vợ có vẻ bùi hồi lo sợ, một lát sau ông hỏi vợ. Có gì lạ không bà? Bà Tâm nói, thấy khỏe lắm, bệnh của tôi giảm nhiều rồi. Ông Tâm mừng rỡ vô hồi, rồi sau bà Tâm hoàn toàn lành bệnh hẳn. Mọi chuyện đến đây là kết thúc, cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, nhớ nhấn like, share và đăng ký kênh cũng như bật chuông báo để sớm nhận được các video mới nhất. Chào mừng các bạn đến với kênh Tâm Linh Kỳ Diệu. Chuyện bên thầy, mọi chuyện, đức thầy uống nước axit. Vào khoảng cuối năm.